Rồi bà Dung đang cầm dao chuẩn bị lên. That's poison. But okay. What is this for? And I'm gonna fight you with four diamonds. Thank you.
bộ muỗng này của tôi nè, cái muỗng đi Singapore, hãng đi hãng hàng không Singapore Airlines nè, hồi đó bé Di nó còn nhỏ nè, đó có chữ mã hiệu của Singapore Airlines nè. Còn bộ muỗng này á, là có cái hình tròn tròn cong cong này á, là hồi đó mới qua đi lên ấp nhà lau chùi tổ tiêu á, người ta bỏ muỗng bỏ nồi á, lụm về á, chứ không phải của mấy người đâu, lụm cất vô trong này đó, rõ ràng đó. Vậy đừng có nói ai muốn không mà vậy á, còn những chuyện khác thì như thế nào, tự hỏi lại lòng mình đi. Xe bus của ai vậy? Không biết, chắc 290 thì 3 số lận. Vô đi, lên đi. Ô kìa. Cô
Tao biết hàng chứ sao, cho con nha. À, bà ơi bà. Bà ơi, em tới là bà.
hai bên nữa nằm rắm rắm con sói. IDK. Bà nội à, nằm kia rầm rầm như con sợi á. Bà nghe nói đi. Grandma do like boom 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 and I'm so scared. My grandma makes a loud noise and I was scared. My grandma made a loud noise with a chair and I was scared. Grandma made a loud noise with a chair and I was scared. Scared. My grandma. Con nói this morning. Nói đi, từ this morning. This. Bye. Tôi đang trên đường đi học. Nhưng mà hồi trước khi đi tôi thấy ở nhà ông Lê Hoàng Việt đang hốt đồ tôi, chuẩn bị liệng ra ngoài. Và trong nhà thì còn lại mấy đứa nhỏ, nên tôi gật đật tôi quay trở về. Tôi bỏ bữa học hôm nay ở trường tóc. Bây giờ đến cửa Elricville. Tôi không biết chuyện gì xảy ra ở nhà, tôi không yên tâm nên tôi quay trở về. Tôi đã bỏ bữa học hôm nay. Oh, wait, change your
take that submachine gun into the shotgun and all. Ông nội bỏ hết đồ chơi của con trong cửa. Hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2015. Sáng mơ sớm dậy cái thấy dọn nhà nghe lục cục dưới mà không có ra coi. Dọn hết xong rồi đem dục rồi ra đó. Tất cả everything đem dục rồi đây nè. Đuổi hai lần rồi. Bây giờ lần này không đi nên dục rồi gờ ra vậy đó. Sách vở tụi nó dục vậy đó. Rồi vậy dục đồ chơi trong gờ ra vậy rồi bé Nhi có buồn không? Có. Bạn rất buồn.
you know?